Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phần mềm online tên phần mềm là hình thức trách nghiệm viên phần mềm này hỗ trợ các bạn à, học viên ôn tập dự thi nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức ôn tập dự tuyển công chức viên chức ôn tập các môn kiến thức chung môn tiếng Anh môn tin học theo hình thức trách nghiệm học viên có nhu cầu kết nối Zalo với thầy giáo à, theo à, một trong hai số điện thoại à, 0912 595654 hoặc 0943 070 Phần mềm thường xuyên update cập nhật những câu hỏi trách nghiệm cho tài liệu mới nhất nhằm đáp ứng nhu cầu của học viên. À hôm nay tôi giới thiệu với các bạn cái phương pháp học câu hỏi trách nghiệm à, cho cái tài liệu ôn tập dự tuyển công chức tỉnh Bắc Cạn năm 2023. Có yêu cầu các bạn học cái nghị quyết 08 của tỉnh ủy ban hành ngày 22 tháng 4 năm 2021 về đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 21. 25 thì học như thế nào à, như vậy là các bạn sau khi kết nối Zalo với thầy giáo các bạn sẽ có được cái file à, nghị quyết này à, thì các bạn mở cái file này lên à, các bạn chỉ mũi tên vào dấu trừ Nhấn nút trái để thu nhỏ cửa sổ à, thì sau đây à, các bạn có thể học câu hỏi là cái nhóm thứ nhất à, là cái nhóm hỏi về à, câu hỏi định lượng thí à, dụ như là À, nghị quyết đề ra có bao nhiêu nhóm nhiệm vụ à, và giải pháp trọng tâm Thì phương án A là 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm Phương án B là 6 Phương án C là 7 Phương án D là 8 à, Thì loại câu này các bạn căn cứ vào đâu Để các bạn chọn là 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm Thì các bạn kích chuột vào file Các bạn mở cái file nghị quyết 08 này lên Sau đó các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới các bạn thấy mục hai lớn này à, nhiệm vụ giải pháp thì cái nhóm nhiệm vụ thứ nhất là à, một nhỏ à, nhóm nhiệm vụ thứ hai là hai nhỏ này nhóm nhiệm vụ thứ ba là ba nhỏ đây nhóm nhiệm vụ thứ tư à, nhóm nhiệm vụ thứ năm và à, cuối cùng là nhóm nhiệm vụ thứ sáu là chú trọng công tác kiểm tra giám sát hoạt động cải cách hành chính nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của đơn của từng đơn vị À, như vậy, à, chúng ta thấy là căn cứ vào nghị quyết có 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Đấy, các bạn, cái phương pháp học là như vậy. À, sau đó các bạn có thể là à, học câu hỏi, trắc nghiệm cái loại câu hỏi là đâu là nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Thì có bốn phương án A, B, C, D. À, thì các bạn thấy, các bạn sẽ soi vào à, nghị quyết. Các bạn thấy có phương án A à, là đúng à, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, còn phương án bc bc không có trong à, nghị quyết, cho nên à, nó gọi là phương án à, không phải là giải pháp trọng tâm của nghị của của cái nghị quyết này, thì loại trừ được cả ba phương án, Đó, các bạn soi mở vào đây, thì các bạn soi vào các bạn thấy là chú trọng công tác kiểm tra giám sát hoạt động cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của từng đơn vị, các bạn thấy đây chính là giải pháp à, thứ sáu À, thể hiện trong phương án a cho nên các bạn chọn phương án a cho loại câu hỏi này xin giới thiệu với các bạn à, như vậy à, các bạn à, sẽ tiếp tục học câu hỏi khác hay là loại câu hỏi là à, đâu không phải là nhiệm vụ à, của nhóm giải pháp trọng tâm thì như vậy là chúng ta thấy loại không phải thì các bạn phải tìm ra ba phương án là phải ví dụ phương án a phương án b phương án c các bạn soi vào À, nghị quyết 08 này nó đều là à, một trong những à, nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm suy ra phương án còn lại là phương án d à, ví dụ như d tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính dân à, hành chính dân chủ hiện hiện đại à, chuyên nghiệp kỷ cương công khai minh bạch thì đây là không nằm trong nhóm giải pháp một trong sáu nhóm giải pháp trọng tâm cho nên nó không phải là nhóm giải pháp trọng tâm à, phương pháp làm loại câu này À, loại câu không phải thì các bạn tìm ra 3 phương án là nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thì dùng phương pháp loại trừ các bạn suy ra phương án còn lại à, không phải là à, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm vì sao là phải làm thêm phương pháp này vì chúng ta đang học về à, 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thì chúng ta thay đổi một nội dung của một phương án không phải chúng ta có một câu hỏi mới vì vậy các bạn cứ học thật bài bản là các bạn à, nhận ra được 3 phương án là nhiệm vụ giải pháp trọng tâm rồi các bạn trừ ba cái phải cái 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 phải ra thì còn một cái không phải Ở à, xin giới thiệu với các bạn cái phương pháp học là như vậy nè à, loại câu hỏi để các bạn nhớ các quân số thí dụ như là à, về cải cách thủ tục hành chính à, mức hài lòng của người dân doanh nghiệp về giải pháp thủ tục hành chính đạt bao nhiêu phần trăm trở lên phương án a là 95% phần trăm phương án b là 92 phương án C 90% phần trăm phương án D là 80% mươi phần trăm vì sao đáp án C lại đúng? À, vì nó đúng như nội dung à, trong nghị quyết. Thì các à, phương án khác vì sao lại sai? Vì cái nội dung đó nó không đúng như trong nghị quyết. Thì các bạn muốn muốn biết đúng hay không thì ở đây là hỏi về cái thủ tục hành chính mức hài lòng. À, thì các bạn kích chuột vào file, các bạn tìm đến à, cái mục tiêu cụ thể, à, các bạn tìm tìm đến. À, mở cái file nghị quyết lên các bạn tìm đến cái mục tiêu cụ thể đây Phân đấu đến năm 2025 đạt thì các bạn để ý tại mục 2.2 về cải cách thủ tục hành chính thì mức độ hài lòng của người dân doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt 90 trở lên à, như vậy hỏi một ý một ý, ý thứ nhất à, là 90 cho nên phương án 90 là đúng đó các bạn à, phải 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 chú ý là là như vậy này à, thì như vậy là các bạn sẽ ghi nhớ các quân số à, một chút à, à, là được đấy các bạn đã để ý loại câu hỏi mang tính chất định lượng à, thì à, chúng ta phải nhớ ghi nhớ quân số đó vì sao nó lại đúng thì đó cái phương pháp học là các con số hay là à, đến các phương án mà các bạn thấy là có thể hỏi nhiều quân số Và cùng một lúc thì giải bốn phương bốn giá trị này đều phải đúng thì nó gọi là phương án đúng và các giá trị này không đảo cho nhau được an vẫn theo thứ tự từ trái qua phải phương án sai là phương án có ít nhất một giá trị sai thì nó gọi là phương án sai thì cái loại câu mà có nhiều hỏi về nhiều giá trị thì các bạn chú ý là các bạn à, đọc là phương án sai là phương án có ít nhất một giá trị sai đó thì như vậy là các bạn thấy là các cái nhóm À, về mục tiêu cụ thể thì các bạn đều phải ghi nhớ các quân số à, để chúng ta có thể làm câu hỏi trắc nghiệm cho cái loại con số này Đó, các bạn có thể kết nối zalo với thầy để nhận được cái file này à, các bạn sẽ à, à, như vậy chúng ta sẽ học nghị quyết là chúng ta à, phân giả nó ra từng các cái quân, từng các ý nhỏ để chúng ta học thì nó nắm rất tốt thế còn các bạn mà nắm à, mà học chỉ đọc không thôi thì nó cũng được nhưng mà À, nó sẽ trôi tuột đi, nó ít uh, động lại và kỳ thi chính thức diễn ra thì các bạn lúc túng ngay, Đấy, cho nên cái phương pháp học như thế nào thì trong cái file này các bạn còn khó có thể tìm hiểu uh, các kiến thức cơ bản về bộ máy của hệ thống chính trị của tỉnh Bắc Cạn à, thì các bạn ở đây các bạn nhận được cái file này các bạn sẽ nắm được là là tỉnh ủy Bắc Cạn uh, thì có ban thường vụ tỉnh ủy, ban chấp hành đảng bộ, ủy ban kiểm tra vân vân À, rồi à, đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp thường trực hội đồng nhân dân các cấp rồi mặt trận tổ quốc à, chính trị xã hội các tổ chức chính trị xã hội đấy các bạn có thể tìm hiểu như vậy chính quyền địa phương cấp tỉnh cấp huyện cấp xã thì à, gồm có ủy ban nhân dân và hội đồng nhân dân à, và cái cơ quan à, chuyên môn giúp việc à, cho cấp tỉnh là các sở rồi cơ quan chuyên môn à, giúp việc cho huyện là các à, phòng ban thuộc ủy ban nhân dân huyện rồi các cơ quan cấp xã thì không có cơ quan chuyên môn, các bạn để ý cấp xã thì không có cơ quan chuyên môn, à, cấp xã thì có cán bộ cấp xã, rồi có công chức cấp xã, rồi có người hoạt động không chuyên trách. À, về bên đảng thì tỉnh ủy, huyện ủy thì có các cơ quan tham mưu à, thuộc tỉnh ủy, à, huyện ủy. À, thế còn đối với đảng ủy cấp xã thì cũng không có cơ quan tham mưu. À, các bạn để ý mặt trận tổ quốc. À, và các tổ chức chính xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đấy các bạn có thể tìm hiểu à, theo cái ý, theo cái đề cương ôn tập của các bạn thì các bạn phải tìm hiểu các kiến thức cơ bản về hệ thống tổ chức bộ máy à, của hệ thống chính trị tỉnh Bắc Cạn. À, xin giới thiệu với các bạn như vậy. thì hôm nay tôi giới thiệu với các bạn cái phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm à, cho cái tài liệu nghị quyết 08 của tỉnh ủy Bắc Cạn là phương pháp học là như vậy. thì xin giới thiệu với các bạn một lần nữa chúc các bạn thành công à.